viết bảng bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng? Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy? Bảo Anh xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi talk show số đặc biệt với chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Quý vị thân mến, nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Người ta thường nói, dù không trồng hoa trên đất, nhưng vẫn nở ra cho đời những đóa hoa thơm. Và đồng hành với Bảo Anh trong buổi talk show ngày hôm nay, xin giới thiệu khách mời Khánh Linh. Xin chào tất cả các bạn, mình là Khánh Linh. Mình đến từ lớp 5A7, trường tiểu học Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Mình rất hân hạnh khi được đồng hành với Bảo Anh trong buổi talk show số đặc biệt ngày hôm nay. Khánh Linh này, vào ngày 20 tháng 11 này, bạn có những cảm xúc như thế nào? Mình cảm thấy bồi hồi, xúc động bởi vì mình được bày tỏ tình cảm với những người thầy, người cô mà mình yêu quý. Vậy thì trong ngày 20 tháng 11 này, bạn đã chuẩn bị những món quà nào cho các thầy cô chưa? Có chứ, những món quà của mình rất đơn giản thôi. Đó là những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho những người thầy, cô yêu quý của mình. Wow, một món quà thật tuyệt vời. Và ngay bây giờ, Bảo Anh xin mời Khánh Linh và quý vị khán giả cùng lắng nghe bài hát để tri ân người thầy, người cô của mình nhé. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng? Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy? Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Ngày xưa thầy dạy dỗ khi quý vị thân mến, những ca từ thân thương vừa rồi cũng đã khép lại buổi talk show ngày hôm nay. Cảm ơn khách mời Khánh Linh đã tham gia chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.